Rolls-Royce Trung Quốc ra mắt SUV điện Hồng Kỳ E115 khá lợi hại. Được thiết kế bởi người cũ của Rolls-Royce, chiếc Hồng Kỳ E115 concept sẽ được đưa vào sản xuất thương mại và ra mắt vào cuối năm. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ xoán ngôi Rolls-Royce tại thị trường Trung Quốc, có khả năng đạt hơn 600 km cho một lần sạc và có thể tăng tốc lên gần 100 km/h chỉ trong 4 giây. Theo báo cáo của PC Auto mới đây, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Hồng Kỳ sẽ đưa mẫu SUV E115 concept bắt mắt của mình tại triển lãm ô tô Frankfurt năm ngoái vào sản xuất thương mại. Mẫu xe này sẽ rất sát với bản concept được trình làng từ trước. Do đó, nó sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Mark, vốn đã được áp dụng trên Hồng Kỳ H7 và H9. Chiếc SUV E115 được thiết kế bởi Jean Taylor, một người từng làm việc cho Rolls-Royce, với những thành tích khá ấn tượng trong suốt một thời gian dài. Theo đó, ở mặt trước xe là một lưới tản nhiệt già và một sọc lớn màu đỏ ở chính giữa. Mẫu xe này cũng có bánh xe mạ rôm khổng lồ, camera thay thế cho gương chiếu hậu truyền thống. Phần đuôi xe bị chi phối bởi đèn hậu gân guốc, được kết nối với một dải ánh sáng LED dày màu đỏ cũng khá ấn tượng. Mẫu xe này chưa công bố nội thất hoàn chỉnh, vì vậy rất khó có thể hình dung khoang lái của xe trông như thế nào. Với quyết tâm chinh phục giới nhà giàu và siêu giàu Trung Quốc, Hồng Kỳ E115 sẽ không hề kém cạnh những người anh em H9 của mình. Nó sẽ được hoàn thiện với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn toàn, màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn và được bọc da sang trọng. Cho đến hiện tại, thông tin chi tiết về động cơ điện và bộ pin của Hồng Kỳ E115 vẫn chưa có những thông số chính thức. Như bạn có thể đoán từ việc thiếu lưới tản nhiệt phía trước, Hồng Kỳ E115 sẽ hoàn toàn chạy bằng điện. Hồi năm ngoái, tại triển lãm Frankfurt Auto Show, mẫu xe concept của Hồng Kỳ E115 được giới thiệu với khả năng chạy tới 373 dặm, 600 km cho mỗi lần sạc và có thể tăng tốc 100 km dưới 4 giây. Đây là một kết quả thực sự ấn tượng với một mẫu xe có kích thước lớn như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.